Đợi thầy lấy cái kết quả bài quiz với bài lab của các bạn xuống nha. Lớp 4 4 lab quýt 4 sao có nhiều bạn chưa làm vậy ta?
Hôm trước các bạn nào làm xong quiz 1, 2, 3 thì đưa lên đây thầy sẽ update nè. Bây giờ thầy sẽ mở lại quiz 4 cho các bạn nè. Ngày nào mà chưa làm quiz 4 thì tranh thủ làm. Để thầy cập nhật điểm cho các bạn luôn. Quiz 4 còn rất là nhiều bạn chưa làm nha. Đó, đây quiz 4 nè. Còn nhiều bạn chưa làm lắm. Rồi Quang Huy số 11 này cũng cũng chưa làm gì luôn, không biết sao đây. Rồi một số bạn này chúng ta xem cái bài quiz 4 của mình nha. Hoàng Thiên đâu? Nguyễn Hoàng Thiên. Có Nguyễn Hoàng Thiên đó không? Ừ rồi sao Thiên ơi, mấy hôm thầy điểm danh em sao cứ không có nghe phản hồi gì hết trơn Thiên. Nè. Rồi bài mình chưa có nộp bài nào hết. Rồi quýt mình chưa làm ba bài tiếp theo luôn. Thì tình trạng của Thiên sao Thiên? Em mở mic lên giùm thầy đi. Tình trạng của em sao đây Thiên ơi? Có gặp vấn đề gì không? Thầy nói là trao đổi riêng với thầy cũng không thấy luôn. Mấy bạn cũng không thấy gì hết luôn. Trong tin nhắn thì thầy phải cố gắng thầy đọc mà thầy hình như cũng không thấy được cái thông tin gì của các bạn để mà trao đổi với thầy coi thử tình trạng của mình thế nào. Vấn đề của mình là đang ở đâu. Không thấy các bạn nói gì hết. Vậy tình trạng của Thiên sao đây? Trao đổi chung hay là trao đổi riêng đây? Rồi, Thiên nhắn đúng không? Tí nữa thầy sẽ coi nhé, thầy đang share màn hình thì thầy không có tiện coi. Rồi còn bạn khác thì sao nào? Bạn Chí Vinh đâu? Chí Vinh đâu? Rồi Chí Vinh lại không thấy nữa ha. Đó, Chí Vinh cứ thấy điểm danh đây rồi thôi à. Một là vắng, hai là điểm danh để đó. Chí Vinh. Rồi quét Chí Vinh vô nick của mình, điểm danh xong. Rồi không thấy phản hồi gì luôn. Chí Vinh đâu nè. Rồi không thấy luôn đó, mấy bạn học không biết có vấn đề gì thì trao đổi với thầy cũng nói vậy rồi cũng không luôn. Rồi bạn Hoàng Quân. Hoàng Quân đâu, đã cài được SQL lại chưa Hoàng Quân ơi? Dạ
Lên rồi, ok rồi. cài Rồi bài quiz rồi, ok rồi. Bài lab của mình là làm đến đâu rồi? đang làm lớp bài này. Em không đủ mà. Bạn Bảo Hân, Bảo Hân có Hoàng Thiên, có em Hoàng Thiên, Hoàng Thiên từ lâu rồi. Okay. Bảo Hân đâu? Bảo Hân lại treo máy tiếp ha, không hiểu các bạn sao luôn. Rồi quan trưởng, ok Quốc Đạt có không? Rồi tình trạng của Quốc Đạt làm sao nè? Quốc Đạt mấy hôm trước thầy cứ thấy treo nick hoài luôn á, rồi bài lab chưa nộp nè. Đạt chưa có nói năng gì với thầy hết trơn ha, thầy cũng chẳng hiểu tình trạng của các bạn sao, nhắn tin cho thầy. Rồi Tấn Tài, Tấn Tài thì bài lab của mình sao rồi Tài? Quốc Đạt. Anh đang bị bắt ở cái đất này. Ừ rồi giờ sao rồi? Giờ em chưa có thấy nữa. Chưa có Tại mấy máy. nay không, tại mấy nay em bận bên chỗ làm của anh chưa có thấy lại cái này. Ủa em chưa Cái gì cài full tối lại nay? luôn hả? Dạ không, em cài rồi mà em tạo bản không được á. Rồi sao sửa chưa? Dạ chưa. Ủa mấy mấy ngày rồi mà chưa cài lại, chọn full đi là ok, có gì đâu, chỉ có cài đặt thôi mà. Dạ chọn rồi nhưng mà nó vẫn tạo bản không được rồi. Em tạo bằng lệnh SQL cũng được. Rồi bây giờ tình trạng máy của em thế nào rồi? Được, phải cài 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 lại. Bữa trước thử cài, thầy nói là cài vô Win ảo đúng không? Rồi thử chưa? Dạ, cái đó chưa thử. Phải thử đi, cố gắng thử đi, thử rất là nhiều cách. Mình dân công nghệ thông tin mà, không được cách này thử cách khác. Bây giờ qua online thầy cũng đâu có hỗ trợ được cái chuyện đó đâu. Bây giờ cài đặt thì nếu mà cài hôm trước thì cũng view máy lên rồi đúng không, chọn các bước cài thì theo cái file hướng dẫn mà trên cái lab 1 á, hoặc là xem video ở trên mạng cũng có rất là nhiều video hướng dẫn mình cài MySQL. Và thực ra phần mềm này là cực kỳ dễ, còn dễ hơn bạn cài Java nữa, cho nên thầy nghĩ là không có gì khó. Khi nào mà bạn cài PHP rồi qua exam để bạn tạo cái server, tạo cơ sở SQL hoặc là SQL server thì bắt đầu cài nó hơi phức tạp một tí. Chứ còn nếu mà cài MySQL thầy thấy là dễ, rất dễ, chỉ có một vài cái lựa chọn cái là mình cài xong rồi. Thì mình phải cài theo từng bước trong cái hướng dẫn của lớp 1 là xong. Thì cố gắng thôi, bây giờ chẳng biết làm sao. Cái đó là nó không có phải khó, nó không có gì khó hết nếu mà mình cài mấy thuật không được. Ừ, Dạ, buồn quá. tối tối có gì em chiều có gì có tin nhắn cho thầy nha, thầy nhà em nó cúp điện em không có mạng như vậy.
Rồi mấy bạn mà tranh thủ làm cái bài quiz 4, sau đó thì thầy sẽ cập nhật điểm cho các bạn nha. Quiz 4 kết quả. Ủa nếu như mà chụp như vậy là thầy biết quiz mấy ta? Có không? Có chỗ nào để cho thầy biết là quiz mấy đây không? Tại hôm bữa thầy kêu là chụp á, em tưởng là Thì có quiz thầy 1, 2, 3 luôn mà. Thì ít nhất là bạn phải view cho thầy thấy được nó là quýt mấy chứ, chứ đúng không? Chứ còn thầy đâu có biết được đó. Ví dụ như là các bạn chụp lên thì thầy phải nhìn được, một là các bạn ghi chú, hai là các bạn chụp để cho thầy thấy được cái kết quả quýt của mình là quýt mấy. thì để em vô em sửa lại. Ừ, em sửa lại giúp thầy cái, mình view ở phần trên này nè, nó có cái phần kết quả của quýt máy đó, mình không ghi chỗ này quýt máy luôn nhưng mà ghi cái phần trên đi, chụp kéo lên trên tí, nó có cái phần là quýt máy đó, ở trong này không thấy được. Ủa rồi còn chỉ có hai bạn, là có một mình bạn Long làm thôi hả? Còn rất là nhiều bạn đang thiếu mà không thấy bổ sung là sao ta? Nè, rất nhiều bạn đang thiếu quýt 1, 2, 3 luôn mà. Không bổ sung luôn. Ví dụ bạn Tài là quýt 2, không bổ sung là không điểm đó nha. Rồi bạn Tú, bạn Trí là thiếu quýt 4 là hôm nay bổ sung nè. Rồi bạn Khánh nè, bạn Hân là thiếu cả hai bài 1, 2, 2, 3 cũng không làm luôn. Rồi hôm nay thiếu bài 4 nữa. Bạn Tuấn sao không làm? Rồi Thiên, rồi Trần Tính đâu? Trần Tính hôm nay có đó không? Trần Tính hôm nay vắng hả? Đó. Mấy bạn thấy vậy đó rồi sao? Nói cái chuyện này rất là đơn giản luôn mà, đâu có phải là cái chuyện gì nó khó khăn quá mức với lại chúng ta đâu. Ngày nào chúng ta cũng nói với cái chuyện này, nó ảnh hưởng đến chuyện học của những bạn siêng, những bạn mà hoàn thành hết nhiệm vụ rồi, những bạn mà đã ok rồi, đúng ra là giờ là học rồi mà thầy lại quần quần mấy cái chuyện này hoài luôn. Quá trời bạn không có bài luôn. Rồi chúng ta sẽ đi qua phần bài học của chúng ta. Trước là chúng ta đã đi cái phần 6 rồi đúng không? Rồi chúng ta đi tiếp phần son, son cơ sở dữ liệu để chúng ta truy vấn hai bảng khác nhau. Khi mà chúng ta truy vấn hai bảng khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng cái toán tử John để truy vấn nhiều bảng dữ liệu. Ngày ở đây chúng ta sẽ inner John ha, inner John để mà cái cách để mà chúng ta choi cái dữ liệu vào từ bảng này qua bảng kia. Ví dụ như là các bạn choi dữ liệu mà nó có khóa ngoại á, có khóa ngoại thì những cái này là khi dùng những cái bảng mà nó có khóa ngoại thôi, còn những bảng mà chúng ta truy vấn trực tiếp thì không cần, đúng không nào? Truy vấn trực tiếp thì chúng ta không không cần. Bạn Nhật Khánh, em làm lab 2, 3, 4 thì sao chưa làm lab 1 được thầy? Bạn Khánh làm lab 1 rồi nộp ở đâu? Nộp ở đâu Khánh?
Mấy cái này không có gì nhắn tin riêng. Ủa? Quýt đó hả? Quýt thì thầy tải về nó làm sao? Thầy tải vậy mà. Đâu có quýt của Khánh. Khánh 13. Rồi không tìm thấy trong file này Khánh. Đơn giản vậy thôi. Nhưng bây giờ nói làm sao là biết làm sao. Bây giờ trong hệ thống thầy vô đây thầy không thấy cái bài quiz 1 của em. Thì giờ nói làm sao biết làm sao. Đây. Static nè. FV. Đó. Không thấy. Nếu mà có làm thì nó xuất hiện điểm ở đây. Rồi hôm trước là thiếu rồi bổ sung chưa? Cũng chưa đúng không? Ví dụ như là bạn nào bổ sung rồi thì nó sẽ hiện ở đây. Ví dụ như là để thầy xem là bạn bạn Long bổ sung đi. Long bổ sung đây là lắp máy Long, quýt máy Long. Quýt 2 với quýt 3. Rồi ok. Rồi ví dụ như là bạn Long Long Bạn Long là số 16. 16 thiếu quýt 3 nhé. Thiếu quýt 3. Bây giờ thầy lên quýt 3, cái file cũ của thầy á. Cái file cũ thì tải về quýt 3. Đây. FV của thằng Long không thấy nè. Bây giờ lên mạng sẽ search lại cái quýt 3 của Long nhé. File tải trước là không thấy. Quýt 3. À bên này chứ. Đó. Được chưa? Nếu mà làm là nó hiển thị lên đây liền à. Đâu có gì đâu. Hệ thống mà. Đâu phải là thầy tự làm đâu. Thầy ơi, Nghe em. thầy mở lại giúp em cái quiz 4 được không thầy? Tại vì em quên làm rồi. Đang mở rồi. Quy Mà 4 sao đang mở rồi. cái của em nó không có rồi. Quy 4 rồi ok. Rồi, cảm ơn thầy. Từ 23 mà đến 27 luôn. Tranh thủ làm là update lên nha. Những bạn mà cập nhật điểm sau là 80% á. 80% điểm đó. Rồi. Các tri vấn dữ liệu trên nhiều bảng sử dụng phép tích, sử dụng mệnh đề choice. Rồi chúng ta sẽ sử dụng tri vấn con, tức là trong tri vấn chúng ta có tri vấn dựa trên mã của cái bảng tri vấn trước. Rồi chúng ta sẽ sử dụng các cái vấn đề này như thế nào? Ví dụ như các bạn muốn chi tiết là cái nhân viên này, nhân viên thì nếu mà chúng ta xuất ra cái mã phòng ban á thì không có gì để bàn hết, nhưng chúng ta muốn xem thử là nhân viên này thuộc phòng ban nào mà nó có cái tên thì lúc này chúng ta phải son đến cái bảng phòng ban để chúng ta thấy được cái dữ liệu là tên phòng ban đó. Rồi chúng ta coi thử cái người trưởng phòng là ai,
người trưởng phòng là ai thì chúng ta thấy tên của cái người trưởng phòng, như vậy nó sẽ mắc xích qua lại. Và chúng ta sẽ dùng cái phương thức là join để chúng ta lấy dữ liệu từ bảng này qua bảng kia. Ví dụ như là chúng ta lấy bảng nhân viên nha, bảng nhân viên, mà trong cái bảng nhân viên này có tên của phòng ban đó, thì đó là dữ liệu mà chúng ta có thể là sử dụng để dùng cái phần join. Đây, ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái toán tử where, tức là điều kiện. Vậy nếu như chúng ta không dùng join thì chúng ta có thể dùng where. Where điều kiện này bằng điều kiện kia. Ví dụ ở đây chúng ta chọn cụ thể là bảng nào lấy cột mấy, bảng nào lấy cột nào, rồi bắt đầu từ hai bảng. Như vậy thì mình select dữ liệu từ hai bảng và mình có thể điều kiện là thông tin bảng này bằng bảng kia. Như vậy nếu như mà chúng ta select dữ liệu ở hai bảng như thế này thì hai bảng này có thể là hai bảng độc lập. Hai bảng độc lập. Mà thường nếu như các bạn có trường dữ liệu mà giống nhau thì hai bảng này thường là son với nhau. Nhưng chúng ta cũng có thể thử bằng cách sử dụng hai bảng độc lập để truy vấn cái này. Nhân viên, phòng ban, khóa chính là phòng. Đây, khóa ngoại. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta có hai phần này, chúng ta có thể là liên kết lại với nhau để chúng ta lấy được dữ liệu của hai bảng. Thầy khởi động cái máy lên cái. Rồi, nói tiếp xíu, khởi động máy lên là ha. Đó là cái lệnh là where. Where tức là điều kiện, giống như là mình chọn phòng mà có số lượng nhân viên là lớn hơn 5 người, hoặc là chúng ta chọn nhân viên mà có mức lương trên 1 triệu thì chúng ta sử dụng cái toán tử where để mà tạo đặt điều kiện cho cái phần select của mình. Trong kỹ thuật của thầy nó chạy nhiều thứ lắm, thầy không có chạy SQL trong máy thực, thì mình cài máy ảo lên, đó là chuyện rất là bình thường. Các bạn có thể cài máy ảo lên để các bạn test nhiều cái phần mềm khác nhau mà nó không ảnh hưởng gì đến máy thực của mình hết, thì các bạn cố gắng. Bởi vì dân công nghệ thông tin thì ba cái chuyện cài đặt này nó không phải là khó, nên các bạn cũng phải làm thử nó sẽ như thế nào. Thì chứ còn nếu mà bây giờ các bạn cứ nghĩ là khó thì nó rất là khó khăn trong cái vấn đề là làm việc của mình. Rồi, thầy giả sử như thầy lấy cái cơ sở dữ liệu này, nó đang có dữ liệu và mình sẽ, nó bị lỗi gì ở trong cái MySQL đây. Ồ,
use ASM FN rồi ok, chúng ta sẽ hiển thử bảng loại sách và bảng sách. Chúng ta sẽ hiển thị bảng loại sách ha. Đó, chúng ta hiển thị từ bảng loại sách coi. Đây bảng loại sách của mình có DH là đồ họa nè, IT là công nghệ thông tin nè. Mình sẽ hiển thị thử cái sách nha. Rồi, mình có thể kết hợp cả hai. Ngày ở đây, mình sẽ xem thử là giữa loại sách với sách. Nếu như mà mình liệt kê ở bên cái sách này nè, nó có mã loại mà net, là mình hỏi coi thử là nó là tên là gì. Tên là gì. Đó, mình muốn như vậy. Như vậy mã loại, thì bây giờ mình sẽ làm một cái lệnh select khác. Lệnh select khác mà mình có thể kết nối để là mình lấy cái mã loại qua. Như vậy ở trong này chúng ta sẽ chỉ ra ví dụ như là bên này là nhân viên nè, rồi bên này là phòng ban, mã phòng ban, rồi phòng ban, tên phòng ban. Đó là những cái mà các bạn cần hiển thị nó ở cái bảng khác thì các bạn đưa ra, được chưa? Đó, bảng khác thì các bạn đưa ra. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hiển thị thêm cái gì nữa nè? Hiển thị thêm cái hiển thị thêm cái tên loại từ cái bảng loại sách. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ select. Bây giờ chúng ta sẽ select cái gì? Select sao đi thì chúng ta hiển thị tất cả các trường sách, phải loại sách đó là từ hai cái, và chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là chúng ta đưa cái điều kiện vào ha. Chúng ta select rồi là sao, rồi sao là hiển thị tất cả các trường, rồi from từ nhờ nhân viên và phòng ban. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm cái phần where này nữa. Phần que này nữa, que cái gì? Que cái loại sách chấm mã loại bằng sách chấm mã loại. Đó, chúng ta sẽ xem thử là cái thông tin mà chúng ta lọc ra nó sẽ như thế nào. Đây mã sách là si thăng, thì chỗ này mã loại là net, mã loại là net. Chúng ta cố tình chúng ta đưa hai cái này vào gần nhau để chúng ta thấy được là nó kết nối chung với nhau ha. Mã loại rồi tên loại. Rồi bây giờ cái trường nào mà chúng ta không cần thì chúng ta bỏ đi, thay vì chúng ta select sao thì chúng ta select cụ thể là trường nào, thì các bạn sẽ chỉ định ra cái tên trường để chúng ta select nhé. Rồi sáng giờ hình như quên record cái phòng rồi. À có rồi, ok. Như vậy lúc này là các bạn sẽ chỉ định ra cái trường nào mà chúng ta muốn select thì chúng ta chọn ra. Ví dụ bây giờ các bạn sẽ chỉ chọn ra là tên sách tác giả và tên loại thôi, thì mình sẽ làm sao? Ví dụ mình chỉ select cái tên sách tác giả và tên loại thì mình làm sao đây? Bạn nào có thể giúp thầy được câu lệnh này không? Tên sách tác giả
và tên loại thôi, mình chỉ cần ba field đó thôi. Vậy chỗ này mình sẽ làm sao đây? Tên sách nằm ở đâu? Nằm ở sách chấm tên sách, rồi phẩy sách chấm tác giả, phẩy gì nữa nào? Tên loại nằm ở tên loại nằm ở loại sách chấm tên loại. Đó, như này chúng ta cần ba trường thì chúng ta chọn ba trường. Các bạn đưa cái form này xuống dưới cho nó dễ thấy ha. Rồi chú ý là trong câu lệnh SQL, tại vì chúng ta từ đây, từ dòng số 7, số 8, số 9 là chúng ta cùng một lệnh, cho nên chúng ta chấm phẩy ở cái phần cuối thôi. Và chú ý là trong MySQL thì chúng ta cần chấm phẩy, nhưng trong SQL là chúng ta không, tùy theo ngôn ngữ. Đây chúng ta cần tên sách, tác giả và tên loại, đúng không? Ví dụ như chỗ này là cái cuốn này là si cơ bản là thuộc loại là net nè, thì nó là si thăng. Rồi cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin, ví dụ như vậy, thì những dữ liệu chúng ta cần thì chúng ta sẽ trích ra đây. Rồi ví dụ như là chúng ta lấy thẻ nhân viên và nó thông tin với lớp của chúng ta. Lớp của chúng ta có lớp, rồi thẻ sinh viên chúng ta có lớp, được chưa? Như vậy thì chúng ta thấy là lấy dữ liệu từ cái sinh viên này qua tên lớp thì chúng ta lấy được không? Cái file này hôm trước như là đã cho các bạn rồi, đúng không? Bây giờ các bạn lấy cái dữ liệu của assignment về, chúng ta ví dụ luôn đi. Hôm trước thầy đã chuyển cho các bạn cái file này chưa? Alo? Chưa thầy ơi. Chưa. Cơ sở dữ liệu. Ủa, nếu mà cho các bạn xong rồi các bạn lấy gì làm ta, đúng không? Nếu mà chuyển cho các bạn cái này xong, cái cuối cùng là các bạn sẽ làm cái gì? Làm gì mấy đứa? Nghĩ ra thử coi. Nếu mà cho các bạn xong cái file này đi thì hôm sau các bạn sẽ làm gì? Có đứa nào lên mạng có thể tải được cái này không? Có không? Có đâu thầy ơi. Không có thầy ơi. Không có hả? Cơ sở dữ liệu. Lab 5.
lớp 5 mà đến tối nay. Rồi thôi được rồi, lấy lớp 5 đi. Lớp 5 các bạn làm, hôm sau thầy chấm thầy hỏi trực tiếp rồi các bạn thêm xóa sửa trong này nha. Ví dụ như là thêm thì thế nào, xóa thì thế nào, sửa thì thế nào. Lớp 5 thì chúng ta sửa lại tí xíu. Bởi vì có soạn bằng lớp 5. Lớp 5 quản lý bán hàng. À đúng rồi, sửa rồi. Rồi câu này thầy cho chú thích lý do, lý do tại sao thầy phải làm thêm cái câu lệnh này. Câu lệnh này tại vì giả sử bây giờ có cái table quản lý bán hàng, thầy muốn tạo một cái table mới hoàn toàn đó, mà nếu như mà mình không có dòng lệnh này, mình để là drop database if exit thì cũng được, nhưng mà các bạn không thấy rõ, bởi vì nó xóa xong nó tạo lại liền, nó xóa xong nó tạo lại liền, thì mình không thấy cái việc đó. Thành ra là thầy cố tình để câu lệnh này nó riêng để các bạn thấy là sau khi mà thầy chạy cái lệnh xóa này nè, thì chắc chắn là cái database của mình quản lý bán hàng nó đã biến mất đó. Mình làm như vậy để mình đảm bảo rằng là dữ liệu của mình thực sự biến mất. Rồi lúc mình chạy lại, nếu như mà chạy lại mà câu lệnh này bạn không chú thích á, thì nó sẽ báo lỗi, tại vì không có database để cho nó xóa. Còn cái chỗ này drop database nếu như tồn tại thì xóa, còn không tồn tại thì thôi, câu lệnh này coi như nó bỏ qua, thì mình có thể cho nó chạy trực tiếp như vậy, không sao hết. Và chúng ta đã có cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng. Và qua đây chúng ta có thể tạo ra một cái query mới. Chúng ta view cái quản lý bán hàng. View cái quản lý bán hàng. Rồi sau đó chúng ta sẽ select các cái table trong này ra. Ví dụ hóa đơn. Select from hóa đơn. Được chưa? Như vậy thì cái thằng phần mà ở cái lab 5. Cái bài này là bài lab 5 luôn nè. Lab 5. Thì lúc mà chấm bài thầy sẽ chấm cụ thể từng lệnh bên trong nha. Cụ thể từng lệnh bên trong, thầy hỏi từng lệnh bên trong đó. Nếu như mà thầy đưa cái file này mà bạn nào lấy chính cái file này mà nộp vô là thầy hỏi rất là cụ thể đó nha. Còn không thì các bạn tự làm theo cái mình hiểu thôi, thì thầy hỏi nó sẽ dễ. Nếu như mà các bạn lấy nguyên cái file này mà các bạn đưa vô các bạn nộp á,
là thầy hỏi là không biết là coi như là bỏ qua đó nha, chứ không phải là lấy nộp xong rồi rồi thầy chấm điểm trên chính cái file của thầy là các bạn được 90 điểm là không có chuyện đó đâu. Cho nên là các bạn sử dụng tài nguyên khác thì cũng ok, không sao hết, nhưng mà khi sử dụng như vậy đó thì các bạn phải biết là mình đang hiểu cái gì, đang hiểu bao nhiêu phần trăm thì mình xài bấy nhiêu phần trăm thôi, còn nếu mà mình không hiểu thì không đưa vô, được không ý đó? Alo. Dạ được rồi. Được, được nha, chứ không phải là cái của thầy có gì là cứ mang hết vô, nộp bài là coi như em nộp xong lớp 5, không có chuyện đó đâu. Rồi lớp 5 SQL, các bạn lấy cái cơ sở những liệu này lên để chạy và chúng ta sẽ thực hành cái bài này cho nó dễ. Bữa hôm trước có một bạn là ghi phản ánh là thầy dạy rất công nghiệp mà không biết công nghiệp là cái gì, định nghĩa là công nghiệp là sao thầy không biết luôn. Bởi vậy thầy nói trước rồi, thầy đưa một cái form rồi, là các bạn phản ánh á, nói thì dễ lắm, ôi mày học dở ồm à, nhưng mà mình học đã hay chưa, ôi mày làm cái này xấu quách à, ủa mà mình làm đẹp chưa, mày hát nghe dở quá, ủa rồi mình hát được chưa, đó, mình đã cố gắng chưa, ví dụ như vậy. Như vậy muốn chê người khác thì ok, nếu như trong khả năng mình làm không được, mình vẫn cũng có thể góp ý, nhưng mình góp ý ở góc độ như thế nào là góc độ xây dựng. Chứ nếu như các bạn góp ý kiểu vậy, thầy nói rồi cái feedback của các bạn, mục đích để làm gì hình như các bạn chưa hiểu. Feedback là để thầy hoàn thiện hơn và giúp các bạn càng ngày càng tiến bộ. Nhưng mà các bạn feedback kiểu vậy nhà trường cũng không có thể quan tâm được, có muốn quan tâm cũng không quan tâm được. Công nghiệp là công nghiệp làm sao? Dạy như thế nào là công nghiệp? Theo bạn là thầy phải sửa đổi như thế nào? Thầy phải thay đổi như thế nào? Đó là một số cái mà các bạn lưu ý cho những môn khác. Cả 2 năm 4 tháng học tại ghế nhà trường, muốn feedback cái gì cũng được hết trơn, muốn nói gì cũng được, nhưng nói xong rõ ràng cụ thể thầy dạy như thế nào, có vấn đề gì em góp ý vậy nè, đó theo em thì thầy phải thay đổi như thế này nè, thì tụi em học mới tốt được. Ok, rất hoan nghênh chuyện đó. Đôi khi là thầy là đi trên trời mà bạn thì đi dưới đất, đôi khi là thầy đi dưới đất mà các bạn mơ trên trời, đôi khi hai người không gặp nhau, các bạn nói suy nghĩ của các bạn ra thì thầy đọc qua thầy thấy hình như mình đang đi dưới đất mà các bạn đang đi trên trời, thì thầy kiếm hỏa tiễn thì gắn vô để thầy bay lên để gặp các bạn ở trên trời. Chứ bây giờ các bạn cứ nói chuyện trên trời không à, rồi cuối cùng cái chuyện dưới đất không lo. Bài lab 1 không làm, bài quiz 1 không làm, làm gì cũng không làm hết, rồi nói thầy là trên trời không. Mà thầy nghĩ là những bạn mà đánh giá đó là những bạn mà không tham gia lớp học, những bạn mà không quan tâm, không làm lab, không làm quiz, không làm gì hết, thì mấy bạn đó mới là đánh giá kiểu vậy. Toàn mấy bạn đi trên trời không. Rồi các bạn lấy cơ sở dữ liệu này vô, chạy trên cái SQL của mình, và chúng ta sẽ đưa ra những cái truy vấn. Ví dụ thầy cần cái quản lý bán hàng này, thầy cần cái quản lý bán hàng này, thầy có hóa đơn rồi đúng không? Bây giờ thầy có hóa đơn thì trong đó nó có mã hóa đơn, ngày bán, mã khách hàng. Rồi thầy cần là sẽ xuất cho thầy thông tin ở trong này, sao gõ tiếng Việt không được ta? Thông tin hóa đơn, thông tin hóa đơn cộng với thông tin khách hàng đã mua hàng. Thông tin khách hàng thì trong khách hàng có gì nè? Trong khách hàng có gì? Trong khách hàng có tên khách hàng. Đúng rồi. Xuất hiện họ tên đi. Xuất hiện họ và tên đi.
thông tin họ và tên khách hàng đã mua hàng nha. Các bạn sẽ tạo ra cái query này giúp thầy. Tạo ra cái query này trên cái cơ sở dữ liệu là quản lý bán hàng.
Rồi bạn nào xong rồi thì chụp cho thầy kết quả câu lệnh ở trên và cái kết quả hiển thị thông tin ở dưới, tức là chụp nguyên cái màn hình giống vậy nè. Được chưa? Chụp nguyên cái màn hình giống vậy. Rồi sorry. Chụp nguyên cái màn hình giống vậy. Rồi đưa lên Zalo cho thầy. Đưa lên đây nha. Thầy sẽ lấy điểm cộng cho 5 bạn đầu tiên. 5 bạn đầu tiên lấy điểm cộng. Rồi 1 bạn, 2 bạn. Hai bạn ha. À, còn bạn nào nữa không? Có không? Dễ mà ta. Rồi tạm thời là như thế ha. Rồi bạn nào có gửi tiếp thì cứ gửi, còn tạm thời thầy đánh dấu là 5 bạn trước rồi tính sau. Bây giờ thầy sẽ giải nha. Rồi đề yêu cầu là thông tin hóa đơn cộng với thông tin họ tên khách hàng đã mua hàng. À, như vậy thông tin hóa đơn mình có mã hóa đơn ngày mua và mã khách hàng trạng thái. Như vậy ở chỗ này cái câu lệnh này nếu như mà mình đọc kỹ thì mình sẽ thấy nó có một chút vấn đề. Ví dụ bây giờ mình nói rằng mình select sao thì quá dễ. From hóa đơn phải khách hàng xuống hàng where cái gì where mã khách hàng bên hóa đơn chấm mã khách hàng bằng khách hàng chấm mã khách hàng. Nếu như mà mình làm như vậy đó thì nó quá dễ. Nhưng trong đề yêu cầu thông tin họ và tên
Thực ra cái họ và tên này ở trong cái trường khách hàng không có họ và tên, nó chỉ có họ và tên lốt và tên, cho nên họ và tên thì không có. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta không select sao được. Nếu như để làm đúng cái yêu cầu này thì chúng ta không select sao, mà chúng ta sẽ select cụ thể hóa đơn chấm mã hóa đơn phẩy hóa đơn chấm ngày mua hàng phẩy hóa đơn chấm trạng thái phẩy mã khách hàng họ và tên lốt hóa đơn chấm mã khách hàng phẩy concat ws đi, concat ws phải rồi khách hàng chấm họ và tên lốt phải khách hàng tên rồi. Như vậy chỗ này mình sẽ đổi cái này thành họ và tên. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có cái mình cần. Được chưa? Như vậy những bạn hồi nãy mà select sao thì thầy cho nửa điểm, không cho được hết điểm. Được chưa nào? Đa số là các bạn select sao. Vì select sao thực sự nó dễ, cho nên là thầy chỉ cho các bạn nửa điểm thôi. Được chưa nào? Ủa cái này là gì đây ta? Select sao from line. Line D là gì? Trạng thái. Line D là đã bán hả? Ủa cái này câu này Nguyên Huy thầy chưa thấy đúng ý của mình ha. Rồi bạn số 5 Quốc Duy, số 5 Quốc Duy hôm nay là 27. Bạn số 35 Thanh Thúy, dạ 34 á thầy, hôm bữa Thúy sắp mở được lại. Ủa Thanh Thúy là 34 nha Thúy. Dạ rồi, ok. À rồi rồi rồi, ok, lỗi do thầy. 34, sorry Thúy. Vậy bạn nào ấy ta, Thanh Thúy 34,
lỗi do thầy nha. Bữa rồi còn ai ai sai số thứ tự nữa ta? Rồi. Bạn Phúc select sao? Phúc 22 rồi, ok. Bạn Phương Nam 19. Hết rồi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi qua tiếp. Giờ chúng ta để dùng que xong. Bây giờ sử dụng câu lệnh để hiển thị dữ liệu. Và chỗ này chúng ta không có có que một điều kiện nữa, mà chúng ta que hai điều kiện. Hai điều kiện. Vậy chỗ này chúng ta sẽ cho là ba bảng nối với nhau. Vậy chỗ này cũng dễ hiểu đúng không? Ba bảng nối với nhau. Thì ba bảng muốn nối với nhau thì có hai điều kiện. Ha? Hai điều kiện. Cũng khá là đơn giản mà đúng không nào? Hai điều kiện. Bây giờ mình sẽ có cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai. Này tương tự như vậy, chúng ta nối ba bảng lại với nhau. Rồi cho các bạn ví dụ nha. Rồi mình đi tiếp. Nhân viên quản lý dự án. Mình đề join. Join này nó có cái gì khác so với lại cái que hồi nãy mà mình dùng điều kiện? Nó có gì khác? Như vậy cái join này, khi mà các bạn join, nó có in, out và set. Này giữa ba loại này có gì khác? Chúng ta sẽ thử ha. In. In rồi là trả về kết quả mà các bạn ghi được do nữa hai bạn khớp nhau. Những cái nào mà trùng nhau thì xuất hiện. Gọi là interjoin. Những bảng nào trùng nhau thì xuất hiện. Như vậy mình sẽ ví dụ. Mình ví dụ. Select dữ liệu từ bảng 1. Nhớ nha. Từ bảng 1. Rồi join đến cái bảng nào? Join đến bảng nào? Điều kiện join là gì? Điều kiện join này bây giờ nó không đưa vô cái que nữa. Không đưa vô que nữa. Mà nó đưa vô cái lệnh join của mình. Điều kiện join. Ví dụ select nhân viên. Select nhân viên. Từ nhân viên. Từ phòng ban. Và join với nhân viên. Chỗ này người ta đặt cho cái phòng ban là A, đặt cho nhân viên là B. Và điều kiện là A chấm phòng ban bằng B mã PG. Là hai cái mã này là thực chất là một. Bây giờ giả sử mình lấy cái nhân viên, mình lấy cái bài của mình, mình đổi lại. Mình lấy cái hóa đơn với khách hàng, hoặc là hóa đơn với sản phẩm. Hóa đơn của mình, mình sẽ select cái hóa đơn lên đi. Ví dụ hóa đơn của mình có mã hóa đơn ngày mua, mã khách hàng, sản phẩm, mã sản phẩm, rồi chi tiết hóa đơn, mã hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng. Đó. Như vậy cái mã chi tiết này là ai là khóa chính? Nào là khóa chính? Khóa chính là cái này. Mã hóa đơn chi tiết. Mã hóa đơn chi tiết nó không bị trùng. Nó là khóa chính ha. Rồi gì nữa nè? Chúng ta có thể lấy cái chi tiết này ra.
hóa đơn với khách hàng lại đi ha. Chúng ta sẽ lấy hóa đơn với khách hàng. Select nhân viên, họ và tên, tên phòng ban, ROM phòng ban, enjoy nhân viên. Tức là hai cái này enjoy với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái bảng hóa đơn và bảng khách hàng. Chúng ta sẽ lấy cái gì đây? Rồi, chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ bảng hóa đơn. Ngày mua hóa đơn của chưa copy à, Ctrl C, Ctrl V. Hóa đơn. Và chúng ta không dùng lệnh que nữa. Chúng ta không dùng lệnh que nữa. Rồi chúng ta có thể cũng contact us luôn. Contact us là chúng ta lấy cái phần họ tên khách hàng vô luôn. Chúng ta không dùng que nữa nha. Rom hóa đơn. Không dùng que nữa mà chúng ta sẽ chọn là inner choice from phòng ban, mình đặt cái tên là A để tí nữa mình tạo cái liên kết cho nó dễ, nó đơn giản, được chưa? A và inner choice. Inner join với cái gì? Với khách hàng. Đặt là B. Điều kiện. Điều kiện. Điều kiện mình đặt cái gì đây? Điều kiện các bạn đưa xuống dưới luôn cho nó dễ thấy. Điều kiện. A chấm B chấm. À, ROM mình đưa xuống. Chỗ này các bạn ROM đưa xuống. Rồi. Inner choice đưa xuống on a chấm b chấm a chấm mã khách hàng b chấm mã khách hàng đó, được chưa? Điều kiện của chúng ta. Bị lỗi gì? Hóa đơn chấm mã hóa đơn Philip. Hóa đơn bỏ luôn đi. Khách hàng, mã khách hàng, họ và tên lốt. Họ và tên lốt. Rồi tí nữa nó báo lỗi tiếp. Đúng rồi, khách hàng. Ờ, khách hàng. Ủa, nói gì đây nữa? Mã khách hàng in field. Mã khách hàng
gì không? À, mã hàng. Ủa đúng rồi mà. Khách hàng, bảng khách hàng. Bị gì ta? Mã hóa đơn, đúng rồi, chỗ này hóa đơn chứ. Dữ liệu hai bảng này nó có vấn đề gì không? Để coi lại coi. Khách hàng. Đợi thầy tí nha. Coi thử xem.
Nãy mình quên một chỗ tại vì mình không chỉ định rõ ràng cho nó cho nên nó không hiểu. Đó. Chỗ này mình sẽ chỉ định rõ ràng. Rồi một cái nữa là trong cái khách hàng, chấm mã khách hàng, ý chỗ này mình tính sau đi ha. Khách hàng, chấm mã khách hàng, hóa đơn. Rồi chạy lại. Bỏ AB đi chứ. Rồi ok. Rồi thì có một xíu các bạn cần quan tâm để cho mình dễ, tí nữa mình nói cái phần đó sau. Rồi. Ngay chỗ này mã khách hàng, tên khách hàng. Thêm cái tên khách hàng vô. Rồi, được chưa? Như vậy thì cái inner choice này đó, cái inner choice này nè, bởi vì cái chỗ này các bạn, giữa cái bảng khách hàng và kết nối với hóa đơn, giữa chỗ này mình có thể mình bỏ cái mã khách hàng này đi, thử coi nó báo lỗi không. Rồi nó vẫn ra như thường. Ra như thường. Vậy thì tại sao cái chỗ này mình phải có khách hàng chấm mã khách hàng mà những cái trường còn lại mình không cần? Tại vì cái bảng khách hàng và bảng hóa đơn nó chỉ trùng nhau cái phần mã khách hàng thôi. Còn những trường khác thì nó không trùng. Mà nó không trùng, mình chỉ cần gọi tên của cái trường đó là được, là nó hiểu. Còn cái trường mã khách hàng nó trùng nhau, cho nên nếu mà chỗ này mình bỏ trống mã khách hàng, chỗ này nó sẽ báo lỗi, nó sẽ hỏi mình rằng là bạn đang muốn lấy mã khách hàng của ai, bạn đang muốn lấy mã khách hàng của ai đó. Thì có thể mình sẽ lấy mã khách hàng của hóa đơn chấm mã khách hàng, hoặc mình lấy khách hàng chấm mã khách hàng cũng đều được cả, bởi vì hai cái này giống nhau. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt giống nhau. Như vậy là chúng ta đã làm được cái bài này, là chúng ta buổi này buổi mấy các bạn? Buổi 11 hả? Buổi 12. Buổi này của chúng ta là buổi 12. Đó, là chúng ta đã lấy được dữ liệu từ hai bảng kết nối lại với nhau. Được chưa? Inner choice. Outer choice. Outer choice là gì? Là kết quả gồm tất cả các bản ghi của cả hai bạn. Ha, hợp hay không hợp gì cũng lấy hết tất cả các bản ghi. Gọi là outer, mà outer này là outer full. Half là một nửa. Left là bên này, right là bên kia. Left là bản trước, right là bản sau. Bạn sẽ chọn là full outer. Hồi nãy là inner. Được chưa? Hồi nãy là inner, bây giờ là full outer.
full outer mình lấy left và full outer mình lấy right. Mình xem có gì khác ha. Xem có gì khác. Bây giờ cũng là cái trường hợp này. Nhưng mình đổi câu lệnh chỗ này. Ở đây khi mà mình chạy cái này thì nó ra bao nhiêu bản ghi? Mình nhìn. Tổng cộng là 12 bản ghi. Tổng cộng là 12 bản ghi. Như vậy thì mình thử cái hóa đơn thôi. Mình thử cái hóa đơn thử coi thử bao nhiêu bản ghi. 16 bản ghi. À, hóa đơn là 16. Mà nếu như mà chúng ta chọn ở đây là chỉ có 12 thôi. Đó, đâu. Cái này là mã hóa đơn không phải. Mình sẽ select số bản ghi. À, 16 dòng. 16 dòng. Select cái này. Mình sẽ có, đúng rồi, 16 dòng. Có khách hàng nào mà không mua không? Mình coi thì có khách hàng nào mà không có hóa đơn không? Có khách hàng nào không có không? Hóa đơn. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, K. Khách hàng 1, 3, 6, L. Rồi khách hàng của mình đâu? Mình sẽ đổi cái hóa đơn này đi. Đổi hóa đơn này. Hóa đơn này L này mình cho là khách hàng 1 luôn. KH001 mua. Rồi. Tiếp tục. Cái khách hàng K này mình cho đó là khách hàng A mua luôn. Rồi mình truy vấn lại thử nha. Truy vấn lại thử. Nó chưa lưu hả? Khách hàng. Hóa đơn. Save change. Update. Hồi nãy tại mình chưa update. Mình chưa update. Rồi A hai người nè. Như vậy sẽ có hai khách hàng. Một khách hàng L và một khách hàng là K. Là chưa có mua hóa đơn nào. Một khách hàng là K và một khách hàng là L. Sẽ chưa mua hóa đơn nè. Đó. Đúng không? Bây giờ mình sẽ thử. Phải không mấy đứa? Hồi nãy mình sửa cái hóa đơn rồi. Mình sửa cái hóa đơn rồi. Cho nên là có khách hàng L và khách hàng K là chưa mua hóa đơn nào hết. Rồi bây giờ mình sẽ thử full nè. Copy cái này ra. Full outer choice. Chỗ này không phải inter nữa mà full outer choice. Full outer choice. Để xem thử là làm thế nào ha. Full outer choice. Để xem thử nó do như thế nào. Outer choice hóa đơn. Ủa lỗi gì?
full outer choice. Cái này có bị gì ta? Outer choice. Not a list from position. Không hợp với điều kiện ở đây. Không phù hợp với điều kiện vị trí ở đây. Select from table bình thường mà các. Như thằng máy đứa yêu nó không hỗ trợ full auto cho này ơi. À. Chết. Gì ta? Auto choice. Nó không hỗ trợ cái này. Mình làm mấy lần mình làm bên máy FPL, FPL. Có này thiếu ra auto ha, không phải ra rồi. À, ví dụ như mình lấy cái thằng quản lý nhân viên, quản lý đi, đó là nhân viên quản lý thì kết nối với chính nó để hiển thị người quản lý nè, người quản lý ví dụ như là cái bảng bất động sản đúng không, mình có người quản lý thì lúc này mình sẽ xem from nhân viên và intersoi nhân viên, add nhân viên luôn hả, nhân viên add nhân viên để chúng ta người quản lý, mã nhân viên và mã người quản lý thì hiển thị lên được là ai là quản lý mình. Rồi để coi trong bảng của mình có cái phần quản lý không. Khách hàng. Khách hàng này mình chưa có cái người quản lý. Bây giờ giả sử như mình thêm vô đi. Thêm là ai là quản lý ai. Rồi mình sẽ sửa đổi cái bảng khách hàng. Mình thêm vô đây mã người quản lý. Mã người quản lý. Và mình sẽ tạo ra một cái khóa và liên kết với chính nó. Mã người quản lý. Được chưa? Đó.
Các bạn sẽ làm tiếp đến phần này. Ngày bây giờ mình sẽ lựa chọn cho thầy trong cái table của mình những cái hóa đơn mà đã được bán, mình thêm điều kiện vô. Ở đây là mình chỉ mới roi thôi, chứ mình chưa có điều kiện que. Ở đây là tất cả các hóa đơn có 16 dòng. Giả sử mình yêu cầu là ở đây là những cái hóa đơn đã bán, những hóa đơn đã bán. Vậy thì mình thêm điều kiện gì? Những hóa đơn đã bán. Các bạn chạy lại cái đoạn query và các bạn cho thầy cái hóa đơn đã bán nha. Rồi bạn nào làm xong có để bán đưa lên Zalo cho thầy. Đâu có. Có tên nữa chứ Huy. Kết nối luôn chứ. Kết nối luôn cả khách hàng vô chứ. Kết nối thầy. Để làm thêm. Chứ hóa đơn không thì dễ rồi. Thank you.
Rồi mình qua lệnh tri vấn con nha. Tri vấn trong tri vấn. Vậy mình sẽ tri vấn cái gì? Rồi phút ao sớm hả? Rồi mình sẽ tri vấn cái gì? Ví dụ như là nhân viên, lương nhân viên lớn hơn lương trung bình. Này, cái lương trung bình này nè là một câu lệnh riêng. Lương trung bình là một câu lệnh riêng. Như vậy mình coi thử trong cái bảng nhân viên của mình nó có cái gì. Mình có trong cái bảng sản phẩm, trong cái bảng sản phẩm của mình có gì? Có đơn giá. Đơn giá không mô tả số lượng đơn giá. Mình sẽ sửa lại cái đơn giá đi ha. Đơn giá 12.000 không à. Bây giờ mình sẽ sửa lại. Để tí nữa mình sẽ lấy đơn giá trung bình. Rồi mình xuất ra. Còn cái này đơn giá nó giống nhau hết trơn thì mình khó làm lắm. Ví dụ cái này mình cho là 10.000 thôi. 1, 2, 3. 100.000. Cái này 150.000. Cái này 170.000. Trăm hai trăm rưỡi. Rồi, ví dụ mình có giá nó khác nhau. Mình có giá nó khác nhau. 100, 200, 700, 900. Nhiều cái 120 này mình sẽ cho 200. 120. Rồi. Như vậy thì giá của mình đã có khác rồi. Tí nữa mình sẽ lấy cái giá trung bình. Mình sẽ lấy cái giá trung bình của cái sản phẩm. Ha. Mình sẽ lấy cái giá trung bình của sản phẩm. Như vậy các bạn sẽ xài cái hàm average của cái giá từ cái sản phẩm của mình. Của cái giá đơn giá from sản phẩm. Giá trung bình của mình là 125.000. Cho mình xem là những cái sản phẩm nào mà trên cái giá trung bình này. Sản phẩm nào mà trên cái mức giá trung bình này thì mình sẽ select. Từ cái sản phẩm với cái điều kiện là gì? Với điều kiện là gì? Nếu mà chúng ta select from sản phẩm thì chúng ta sẽ đưa ra hết. Có tổng cộng là 12 dòng. Có tổng cộng là 12 dòng chúng ta được đưa ra. Nhưng chúng ta sẽ lấy điều kiện là đơn giá. Đơn giá sẽ lớn hơn. Lớn hơn cái này. Lớn hơn cái này. Đó, đơn giá sẽ lớn hơn đơn giá trung bình. Một cái à. Đơn giá trung bình của mình là 12. Đơn giá lớn. Ôi, nãy giờ mình chưa lưu mấy đứa ơi. Mình sửa đã rồi mình không lưu gì hết trơn á. Thiệt tình luôn á.
18, 15, 14, 20, 20. Rồi. Bây giờ mình sẽ coi cái sản phẩm của mình. Ok, giá nó khác nhau rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại select cái đơn giá trung bình. Đơn giá trung bình của đơn giá. Rồi, mình có đơn giá trung bình. Bây giờ xuống đây, mình sẽ select tất cả các cột từ sản phẩm với điều kiện là gì? Điều kiện là đơn giá lớn hơn cái này. Đó, điều kiện của chúng ta là đơn giá lớn hơn đơn giá trung bình. Có 4 dòng có đơn giá lớn hơn đơn giá trung bình. Hoặc chúng ta cho nhỏ hơn đơn giá trung bình. Nhỏ hơn đơn giá trung bình. Có 8 dòng. 8 dòng mà có đơn giá nhỏ hơn đơn giá trung bình. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ select trong select là select con. Được chưa? Như vậy tùy theo cái nội dung mà chúng ta sẽ sử dụng cái truy vấn phù hợp. Not in hoặc là in, tức là trong hoặc là không trong. À, trong tức là mình truy vấn ra mà mình nhìn thấy nó giống. Ví dụ như là mình xét những cái nhân viên nam, là nó chọn ra được nhân viên nam. Trong là từ trong cái danh sách nhân viên nam đó, mình xem thử là có bao nhiêu người đã bán được hàng, ví dụ như vậy. Hoặc là nhân viên nữ mà có bao nhiêu người đã bán được hàng. Như vậy truy vấn, không truy vấn, chúng ta sử dụng tới từ in. Tăng tự tin trong một cái bảng. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ truy vấn cái nhân viên từ phòng ban sản xuất. Bây giờ mình sẽ có hóa đơn đã bán. Hóa đơn tình trạng là đã bán. Mình có mã khách hàng. Hóa đơn là tình trạng đã bán. Bây giờ mình sẽ làm một cái bảng là hóa đơn với tình trạng là đã bán.
hóa đơn với tình trạng của cái hóa đơn là gì mới đó, tình trạng đúng không, trạng thái đã thanh toán. Trạng thái khi mà các bạn có N thì nó sẽ giúp cho các bạn là kiểm tra được là cái này là có mã Unicode. Còn nếu như mà mình gõ ví dụ như là cái tên tác giả, bạn gõ Unicode thì bạn phải có chữ N mới được nghe, còn không có chữ N là không được. Như vậy trạng thái của mình là đã thanh toán, được chưa? Mình thử cái chỗ này coi bị lỗi gì đây. Nếu trạng thái đã thanh toán, trạng thái đã thanh toán, được không? Tắt bớt đi. Trạng thái đã thanh toán. Bây giờ mình cho nháy đơn đi. Rồi, bây giờ mình xem là những hóa đơn mà có trạng thái đã thanh toán này nè. Mình xuất hiện các khách hàng này. Khách hàng này. Những khách hàng mà có trong cái này thì mình cho nó xuất hiện, còn không thì thôi. Như vậy mình sẽ kết hợp thêm một cái lệnh nữa là select from khách hàng. Với điều kiện của mình, với điều kiện của mình, điều kiện là mã khách hàng, mã khách hàng, điều kiện là khách hàng có mã khách hàng. Ủa sao nó không có ra cái mã khách hàng cho mình ta? Khách hàng có mã khách hàng đúng không? Mã khách hàng. Mình thử bằng A đi coi sao nó không ra vậy. Mã khách hàng bằng A có mà. Rồi, mã khách hàng bây giờ mình không bằng A nữa mà mình sẽ dùng cái toán tử là in trong cái đã thanh toán. In trong cái đã thanh toán xuất hiện những cái khách hàng đó. Select quên nữa, đổi lại chỗ này. Select mã khách hàng. Select mã khách hàng thôi. Select mã khách hàng. Ok. Select mã khách hàng. Đã thanh toán. Rồi, ok. Vậy mình giới hạn cái mã khách hàng, những mã khách hàng nào mà đã thanh toán. Đây là những mã khách hàng đã thanh toán rồi. Mình dùng cái in. Toán tự in. Thì tùy ha, bạn dùng zone cũng được, bạn dùng in cũng được. Zone cũng được, in cũng được. Tùy theo cái cách mà mình khai thác cái dữ liệu của mình thôi. Được chưa? Như vậy với cái phần mà của SQL này
thì các bạn xem cái bài lớp 5 của mình, lớp 6 của mình nó có những cái gì mà liên quan đến truy vấn, và bạn dùng son hoặc là dùng like hoặc là những cái toán tử que thì các bạn sẽ làm thêm trong cái phần bài làm của mình. Có gì thì trao đổi thêm nha. Rồi, xác nhận lại những bạn nào mà đã vắng trong buổi hôm nay nè. Ngày 27. Ba bạn điểm danh thêm. Còn lại vắng khá nhiều. Mộc Đức là lên buổi thứ 5 luôn rồi. Nguyễn Quang Huy số 11 cũng lên buổi thứ 5 luôn rồi. Lý Khang. Rất nhiều bạn là lên 5 buổi ha.